Xin kính chào quý vị đang xem chương trình Beauty and Lifestyle with Tiffany. Hôm nay Tiffany trở lại nói về kiến trúc da. Thì mấy tuần vừa rồi Tiffany nói về thượng bì ha, trung bì ha. Bây giờ hôm nay Tiffany nói về hạ bì. Thật ra quý vị cũng biết là khi mà mình nói về giống như vừa rồi, mấy tuần vừa rồi Tiffany nói là đây là thượng bì đúng không? Thì mình chỉ cần rửa mặt ha, tone, a pH balance toner ha, and moisturizer. Xong, cái đó là cái tự nhiên thôi. Và nữa là mình phải biết sunscreen. Nên nhớ sunscreen là một cái quan trọng nhất cho da. Và cái thứ hai mà quý vị vừa theo dõi tuần vừa rồi, đó là trung bì. Trung bì là một cái mà quan trọng, đó là một cái làn máu và nước mỡ tốt ha, là nó tiết ra những cái tuyến dầu để mình nuôi dưỡng cho cái những cái pores, là giống như cái mà lỗ chân lông nó tuyển như thế này ha. Đó, thì nó như thế này. Sẽ có một cái show Tiffany sẽ nói về lỗ chân lông thôi, thì quý vị sẽ hiểu biết nhiều hơn về cái giai đoạn đó. Hiện tại bây giờ hôm nay Tiffany sẽ nói cái lần thứ ba. Thì quý vị đây, mình đã nói xong cái thứ nhất là clean. Đấy. Đó, exfoliate. Và nữa pH. And then và nữa moisturizer, moist, right? Là trong đó là cái đó ha. Rồi còn cái thứ nhì là mình cần gì? Massage, là đấm bóp ha cho da, và serum. Đó là mình cần về để mình bảo vệ nó ha. Và bây giờ để mình nói cái lớp này, lớp thứ nhì. Ok. Bây giờ mình nói lớp thứ ba. Lớp thứ ba là một cái lớp mà đối với Tiffany, đó là ở trong người của mình. Cái lớp thứ ba đây, nó chứa đựng collagen, chứa đựng mỡ tốt và chứa đựng lạng nước, để gì? Là một cái giống như cái pillow, giống như cái bao gối mình vậy. Nó có cushion, thì nó lại có cái hợp động luyện chuyển của cái da. Mình cầm da của mình lên mà mình có thể cầm da nó và tạo nó một cái hình là cái da của mình nó không còn chắc mỡ tốt nữa, nó không còn cái collagen nữa. Cái da của mình nó đã lão hóa, mà khi da mình cũng lão hóa là khi rất là lâu nó sẽ mỏng đi, và nữa là nó sẽ làm cho da rất là bị khô. Thì cái lớp thứ ba hạ bì này rất quan trọng. Nhưng mà nó quan trọng, thường thường Tiffany dạy đó, Tiffany gọi cái lớp thứ ba, cái right here, cái lớp thứ ba đó là cái hạ bì đó, Tiffany thường gọi nó là gọi là lifestyle. Thì cái lifestyle, có nhiều người nói Tiffany, ủa kem gì để mình dưỡng cái này? Thật ra đối với Tiffany là cái mà hạ bì nó không phải là kem dưỡng. Kem nó không, kem mình mua về giống như đây, giống như kem mình mua về là kem, nó chỉ bảo vệ cái lớp ngoài của mình thôi, nó không có nào vô trong cái lớp ngoài, cái lớp trong được. Chỉ có hồi nào mà mình mua những cái serum mà nó có chữ enzyme, serum nó có chữ enzyme, thì giống như Tiffany đã nói cái show vừa rồi, Tiffany hứa là sẽ giải thích cái serum nào là cái serum mà có thể thấm vào trong cái da của mình, trung bì, và nữa là cái lifestyle của mình. Cái thứ nhất là cái serum không phải là serum nào cũng cho mọi người cả. Nên quý vị, khi quý vị đi mua, quý vị cũng nên nhớ, mình coi thử cái serum nào là cho mình. Ví dụ ha, nếu quý vị mua serum mà quý vị chỉ muốn là dưỡng da thôi, làm sao mình sợ mình lão hóa, mình sợ mình sẽ già đi, và mình cảm thấy là cái da của mình nó bắt đầu thay đổi, nó có một cái gì thay đổi đó, mình không có muốn, mình muốn stop the clock, mình muốn ngừng cái đồng hồ lại, và mình không muốn cho nó lão hóa đi, thì bắt đầu mình nên dùng serum. Thì mình đi ra những cái chỗ bán mỹ phẩm, mình hỏi là cái serum nào để dưỡng da. Thì tiếng Mỹ nó gọi là treatment. Thì cái dưỡng da là nó có những cái chất mỡ tốt, những collagen tốt, những cái chất mà để nó dùng được, để nó bỏ vào trong da của mình và nó dưỡng được. Nhất giống như những cái chất nó gọi là enzyme,
liposome hoặc là những cái vitamin nó gọi antioxidant C E A D nó rất là tốt cho dưỡng da. Và nữa là những botanical, những cái chất mà sản tác tự nhiên, những cái đó là mình dùng là dưỡng da. Nên khi mình nói mà serum mình mua cái mỡ tốt thì mình nên hỏi cái người bán mỹ phẩm là tôi muốn cái chất để dưỡng da tôi, tại cái da tôi nó mất đi cái chất dẻo của nó, hoặc là mỡ của nó, hay là da của tôi thấy cảm thấy là nó bắt đầu lão hóa, thì tôi muốn dưỡng lại, ngừng lại, không có muốn lão hóa đi. Thì cái người mà bán mỹ phẩm đó, hoặc là người trong cái ngành của facial, người mà làm về chuyên môn về thẩm mỹ, phải biết là cái kem nào là dùng cho để dưỡng da. Kem dưỡng giống moisturizer, nó không phải là dưỡng da, nó là luyện chuyển da, nó làm cho da của mình bề ngoài, nó không phải làm cho vô trong cái lớp hai. Moisturizer là chỉ dưỡng cho cái lớp ngoài thôi quý vị nha, là cho cái lớp ngoài, cái ectodermis thôi. Còn cái serum, cái dưỡng da cho serum, cái lớp thứ nhì, đó là cái trung bì. Thì cái serum là một cái chất nước, một cái chất gel, một cái chất không phải là kem. Nếu mà đã nói serum mà nó là kem thì nó không phải là serum. Nên serum quý vị nhớ là chất nước, còn moisturizer nó là chất kem. Thì serum là khi mình bỏ vô thì mình nên hỏi người đó, cái này là phải chất, nếu mà chất mỡ, nếu mà có chất mỡ tốt thì nó phải có giống như vitamin E, omega 3, or ceramide 2, or lapid, những cái chữ mà Thích Minh vừa nói tiếng Mỹ đó. Thì thường thường những cái mỹ phẩm thì nó nói tiếng Mỹ, thế là đâu có nói tiếng Việt đâu, đúng không? Thì mình hỏi những cái chữ đó, nó có những chữ giống như lapid là mỡ tốt, ceramide là mỡ tốt, đúng không? And nữa là nó có những chất enzyme là những cái mà nó giống như ăn rau cải để mà nó hút vào liposome, là những cái chất serum đó nó có thể vô trong da của mình. Như vậy nè, khi mình bỏ vô thì mình không có thấy nữa, nó vô trong da của mình nè, thì nó sẽ nuôi dưỡng cái lớp thứ hai của mình. Thì khi mà nuôi dưỡng lớp thứ hai của mình, và trong lúc đó thì mình ăn uống cái lifestyle của mình, thì nó sẽ bảo dưỡng cái lớp thứ ba. Thì Tiffany sẽ đi sâu một chút xíu. Thì và khi mà mình nói về serum mà chỉ dưỡng, là hồi nãy Tiffany giải thích rồi. Và nếu mình nói serum mà để cho trị nám, trị mụn, trị đồi mồi, trị tàn nhang, hoặc là trị những cái bệnh da giống như emzema, hoặc là những cái bệnh ngứa da, hoặc là những cái bị dị ứng da, thì cái những cái serum đó, nó tiếng Mỹ nó gọi là repair. Repair là giống như những cái serum mà mình đi mua để mà mình làm cho cái da của mình bị nám, nó bay đi. Thì Tiffany sẽ làm một cái show nói về nám thôi. Thì Tiffany giải thích nhiều hơn, tại nám nếu có tất cả 11 loại lận, chỉ có 2 loại trị được thôi, và 9 loại không thể nào trị được. 9 loại trị từ trong đường máu, nên Tiffany sẽ giải thích, chứ không phải nám nào cũng trị được, hoặc là mình thoa kem. Nếu mà bị nám, chỉ nám ở trên thôi, thì nó sẽ tẩy ở trên thôi, không thể nào tẩy ở dưới được. Thì show sau Tiffany sẽ giải thích nhiều hơn. Nếu mà nói về cái serum mà về repair là nếu bị nám, thì mình nên tìm những cái chữ như thế này. Lift là đẩy lên, lift, hoặc là peel là mình tẩy đi, những cái chữ như vậy, hoặc là whitening, những cái chữ như vậy là tẩy nám. Thì mình thấy vì tại sao Tiffany nói như thế này, tại có các anh chị có tới Tiffany office Tiffany và đem kem tới, và mỗi lần mà gặp Tiffany nói là trước khi Tiffany giải thích một cái gì thì các bác anh chị đem đồ đã dùng ở trong nhà đem tới cho Tiffany, và Tiffany sẽ lấy cái viết đổi số 1, số 2, số 3 và làm từng giai đoạn để làm thế nào. Tại đôi khi mình mua về mình không biết là cái này đi trước hay cái này đi sau, nên có nhiều các bác Tiffany rất là buồn khi đi mua mà người ta không giải thích. Có khi dùng kem dưỡng ban đêm lại dùng ban ngày,
ban ngày thì dùng ban đêm, mà với nữa là người ta nói là kem này là trị nám, nhưng mà khi mà Tiffany đọc và Tiffany coi, nó không phải trị nám, nó lại trị những cái vết mà giống bị thâm hay gì đó. Nên đôi khi mình mua kem mình phải biết những danh từ và mình biết như thế nào, chứ không thôi mình lại chữa mà chữa không đúng thì lại hại da càng thêm nữa. Nên Tiffany sẽ trở lại và Tiffany sẽ giải thích từng giai đoạn. Thì quý vị xin giữ show Beauty and Lifestyle with Tiffany trong vài song thương mại. Tiffany trở lại, Tiffany giải thích thêm serum và cộng thêm nữa là cái lifestyle của giai đoạn hạ bì.